Xin chào tất cả mọi người. À, hôm nay trong cái lô hàng mà từ châu Âu về của Ngọc Hảo á, thì trong đó có được một đôi loa duy nhất đến từ một cái thương hiệu mà phải nói là một cái hãng âm thanh tầm cao high-end của Anh Quốc, đó là thương hiệu Linh. Thì mọi người biết rồi, Linh là một cái hãng âm thanh mà tên tuổi rất là hiếm hoi, luôn được lựa chọn để lắp đặt cho giới hoàng gia Anh. Và hãng cũng đã được rất là nhiều những cái giải thưởng hàng đầu của Anh Quốc, trong đó có cả cái giải thưởng sáng tạo đổi mới cho chính nữ hoàng Anh đích thân trao tặng cho hãng Linh luôn nha mọi người, rất là nổi tiếng luôn. Và cũng không cần phải nói nhiều về cái thương hiệu này nữa, đây là một cái thương hiệu âm thanh mà thật sự là những cái bác và anh nào chúng ta chơi high end á, thì mọi người cũng sẽ rất là rõ, rất là cao cấp. Đối với những cái sản phẩm của thương hiệu Linh á, thì Ngọc Hảo thấy là được trải dài từ đầu đĩa thang, đầu CD, âm ly cho đến loa. Và dù ở bất cứ đâu thì thương hiệu Linh cũng luôn được trầm trồ, ngưỡng mộ bởi giới đam mê âm thanh, cho cái chất âm nó rất là sang trọng. Và cái ngoại hình thì thật sự với mọi người là hạng người ta làm, người ta thiết kế nó rất là bắt mắt luôn. Chất âm thì tinh tế. Và ngày hôm nay Ngọc Hảo về được một đôi duy nhất rất là hiếm trên thị trường Việt Nam của chúng ta, thì mọi người thấy là cũng chỉ đếm ở trên đầu ngón tay mà tôi, không có nhiều. Với model của nó đó là Linh Khalis, thì mọi người thấy này, đây cái model là Linh Khalis, một cái model mà thật sự với mọi người rất là hiếm luôn, lâu lắm mới có vậy, và trên thị trường nó cũng không có nhiều như mọi người. Và đặc biệt ngày hôm nay Hảo gửi tới cho tất cả mọi người với mức giá nó cực kỳ dễ chơi luôn. Với mức giá một đôi loa đến từ một thương hiệu hai em cao cấp, chất âm thật sự là rất là hay, rồi ngoại hình đẹp như vậy, mà Ngọc Hảo gửi tới cho tất cả các bác các anh với mức giá chỉ có 19 triệu. Trên thị trường thì Hảo thấy là bán cũng phải trên 20 triệu như mọi người, nó rất là cao. Nhưng mà đợt này Ngọc Hảo nhập vô cái giá nó ok, thì Hảo cũng gửi tới cho tất cả mọi người với mức giá nó cũng dễ chơi luôn nha mọi người. Nói chung mình nhập cao thì bán cao, mình nhập vô thấp thì mình bán thấp. Đó, với cái thiết kế này, cái chiều cao của nó là 83, cái chiều ngang là 20 và cái chiều sâu là 28 nha mọi người. Đó, một cái thiết kế nó rất là Anh Quốc. Đây là những cái model mà được lựa chọn lắp đặt cho giới hoàng gia Anh đó mọi người, và được nữ hoàng Anh đích thân trao tặng cái giải thưởng sáng tạo đổi mới cho cái thương hiệu này. Thì mọi người thấy là để mà phục vụ cho giới hoàng gia thì đòi hỏi cái chất âm của nó không những là nó sang, nó tinh tế, nó sang trọng, mà đòi hỏi là cái ngoại hình trưng bày cũng phải bắt mắt nữa nha mọi người. Và nó sẽ được đặt trên bốn cái chân đế rất là đẹp luôn đó. Và cái màu này mọi người thấy gỗ của nó là gỗ làng, và vì trong cái tình trạng nó rất là đẹp luôn mọi người. Đây, quay rõ cho các bác anh xem những góc cạnh này. Xài thật sự với mọi người là trên thị trường Việt Nam của chúng ta cái model nó rất là hiếm, họ thấy chỉ có đếm trên đầu ngón tay thôi. Ở bên đó người ta cũng ít bán ra lắm, lâu 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 mới gặp được một cặp như vậy đó. Nên bác và anh nào mà lấy thì mọi người nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo. Cái lưới của nó đây, đặc biệt là cái này, cái lưới nó làm cũng rất là thú vị mọi người, nó khác hẳn so với những cái cặp loa thông thường luôn. Đó, cái lưới là ví dụ khi mà mọi người muốn mở ra nó sẽ có cái dây như vậy này. Đó, chúng ta mở ra, mọi người lấy xuống và mọi người sẽ lấy cái lưới ra. Đó, một cái thiết kế nó rất là thú vị. Sau đó chúng ta sẽ thấy, đó, mọi người thấy chưa? Vì trong cái tình trạng nó rất là đẹp, và cái thiết kế này khi mà mọi người mà đó, khi mà mọi người mà chúng ta muốn gắn thì mọi người đó, mọi người gắn vô vậy, xong rồi chúng ta sẽ lấy cái sợi dây mọi người cột lại vậy nha mọi người, nó rất là thao tác rất là dễ dàng. Và mọi người thấy là tại sao mà những cái kỹ sư hàng đầu của Linh họ lại nghiên cứu ra một cái thiết kế lưới nó độc đáo như vậy, nó khác hoàn toàn so với những cái kiểu lưới của những cái thương hiệu khác ở trên thị trường. Bởi vì mà khi mà nghiên cứu thì họ nhận thấy là đối với cái lưới mà nó có cái khung gỗ hoặc là khung nhựa, thì khi mà âm thanh nó đập lên cái khung, nó gây ra cái rung động và va chạm tới thùng loa, và khi mà âm thanh thoát ra thì cái khung lưới nó sẽ cạn bớt đi, nó làm cho khi mà tiếng tai của chúng ta nó không còn nguyên vẹn nữa. Thì khi mà hãng nghiên cứu hãng thấy nó sẽ có những cái nhược điểm như vậy, và họ sẽ loại bỏ hoàn toàn cái khung nhựa và cái khung gỗ luôn, thay vào đó thì họ sẽ làm cái tấm lưới khăm và cái thiết kế cái dây để mà cố định lại như vậy.
và một cái điểm mà nó cũng là một cái ưu điểm của cái lưới, cái khung, cái lưới mà không có khung nhựa hay là khung gỗ như vậy, là ví dụ như khi mà các bác anh dù mọi người xài có thời gian bao lâu đi chăng nữa thì cái lưới nó vẫn luôn được căng đó, nó không có bị trùng hay là bị nhào nên nó khá là đẹp với nha mọi người. Mọi người thấy này đó, nó luôn sẽ luôn như vậy không, ví dụ như cái lưới mà có khung gỗ hay khung nhựa thì thường thường nó sẽ bị trùng này này kia vậy đó, nhưng mà cái này thì nó sẽ nó mọi người xài thời gian thì nó sẽ cũng khi nào nó cũng bị, nó cũng căng như vậy nha mọi người, nên nó rất là đẹp dù mặc dù thời gian rồi. Mọi người thấy này, cái lưới của nó gần như mới vậy luôn, nó rất là sang, rất là đẹp đó. Thì một cái nghiên cứu nó khá là độc đáo và cũng rất là hay luôn mọi người ha. Để Hảo mở cái lưới bên này ra cho các bác các anh xem luôn, với mức giá 19 triệu là thật sự với mọi người là rất là rẻ luôn, trên thị trường hiếm lắm mọi người, thật sự rất là hiếm luôn. Và cái chất âm Hảo đã nghe qua rồi, thật sự với mọi người khi Hảo test là cái chất âm của nó thật sự là phải hay hơn rất là nhiều so với cái tầm giá, tại vì cái này mà hàng mà chưa qua hàng mà ngày xưa của nó rất là cao tiền luôn chứ không phải cái giá này. Nhưng mà vì trong cái tình trạng như vậy mà Ngọc Hạo gửi tới mọi người 19 triệu thì thật sự rất là rẻ luôn. Và đây mọi người thấy là nó về trong cái tình trạng bát này kia rất là đẹp luôn, Hạo chưa có vệ sinh đó, khi mà Hạo lau này kia thì nó sẽ đẹp hơn nữa mọi người ha. À, với hai cái bát được đặt đối xứng với nhau với đường kính là 18 và cái trap nó nằm ở giữa, thì đối với cái thiết kế như vậy á, thì khi mà chúng ta nghe sẽ được cái điệm ngọt của bass và trap nó sẽ trùng nhau và nghe nó rất là hay luôn nha mọi người, nó nghe rất là hay luôn vì là nguyên bản như vậy, nó rất là đẹp luôn mọi người. Bên này này đó, mọi người thấy là cái màng bass nó rất là đẹp luôn, để họ lau 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 quanh này nó dính bụi này cho nó sạch mọi người ha, cho nó đẹp hơn nữa đó. Về bát này kia nguyên bản 100% như vậy, và thực sự là vì cái đôi này nó rất là đẹp luôn, thùng vách này kia nó quá đẹp mọi người. Này các bác các anh mà chúng ta thưởng thức những cái bản nhạc mà acoustic nhạc trữ tình hay là những cái bản nhạc mà bolero nhạc vàng nhạc tây thì cũng đều rất là hay nha mọi người. Nói chung là nghe cũng Hảo thấy nghe cũng khá được nhiều thể loại hay với mọi người đó. Mọi người thấy cái màu chưa, cái màu gỗ này mọi người trông là thật sự mọi người là rất là đẹp, ở ngoài là còn đẹp hơn nữa mọi người nha. Đó rồi bây giờ Hảo quay đằng sau cho các bác anh xem, mọi người đợi xí để Hảo nghiêng qua, nó sẽ được đặt ở trên cái chân đĩa đây, để Hảo xí nha. Rồi thì Hảo đã quay đằng sau rồi, với cái ngoại hình đằng sau nó rất là đẹp luôn mọi người, hầu như là không có một vết trầy nào luôn, và được đặt trên cái tấm chân đế này. Đặc biệt cái model này cái lỗ thông hơi Hảo nằm ở bố trí ở phía dưới cái đế loa mọi người, phía trong này này, âm trầm nó xuống nó sẽ lan tỏa ra bên này, thì cái điều đặc biệt với cái thiết kế đặc biệt như vậy nên nó cực kỳ đẹp luôn, rất là sang. Và trạm kết nối loa mọi người thấy là còn rất là đẹp luôn, còn vàng óng ánh rất là đẹp. Thì cái model của nó đó là Link Keyless, Keyless được thiết kế và lắp ráp sản xuất bởi công ty Link này, được làm tại Glasgow, Scotland, UK, làm hoàn toàn tại Anh Quốc, và cái tên người kỹ sư mà làm nên cái đôi loa này cũng được ghi ở trên đây luôn. Đó, rất là đẹp đúng không mọi người. Series của nó là 139, bên kia là 140 series liền kề. Rồi cái jack đây, dưới này mọi người thấy là nó sẽ có tổng cộng là 6 cái cầu nối tương đương với hai loa, thì mỗi loa mọi người thấy này đó, nó sẽ có 3 cặp như vậy. Thì mỗi cặp á, khi mà các bác các anh mà mọi người đấu cái dây loa vô thì mọi người có thể đấu một là ở cái vị trí của cái vị trí này, hoặc là vị trí bass treble, hay cái nào mọi người đấu cái nào cũng được, bởi vì bản thân nó đã có cái dây nối vậy rồi nên mọi người đấu trên hay dưới cũng đều được. Còn cái cọng dưới này thì không có đấu nha mọi người, cái này dùng để mà chơi cái chế độ. Đặc biệt khi mà Hảo Hảo xem thông tin chính thức của hãng thì hãng người ta, ta nói cụ thể là cái này là để chúng ta chơi cái chế độ đặc biệt. Thì cái chế độ này có tên là AKTIV, bình thường chúng ta không dùng đến cái chế độ này, nên mọi người thấy khi về ở bên đó về nó vẫn còn luôn cái núm nhựa này, tại vì người ta không có dùng đến đó. Cái kiểu chơi này là cái kiểu mở rộng giống như khi mà mọi người chơi bi âm ly vậy đó, chứ còn thực chất khi mà các bác anh gắn cái dây loa thì mọi người gắn một trong hai cọng này, tại vì họ thấy một số nơi ở trên thị trường bán thì nói là gắn ở dưới này,
Đó, nhưng mà không phải nha, điều đó là không đúng. Mọi người gắn ở trên này, một trong hai dây này đó, mọi người gắn ở hai trên này để chơi bi quay, còn cộng dưới này chơi loa là hoàn toàn sai mọi người. Cái này là chơi ở cái chế độ đặc biệt, cái chế độ mở rộng khi mà mọi người chơi bi âm ly á, có nghĩa là chúng ta chơi hai cái âm ly á, độc lập mono block á đó. Chứ còn á, dây loa thì mọi người gắn một trong hai cái cộng này đều được, bởi vì nó có cái dây nối rồi. Và cái này có thể chơi được bi quay, bác và anh nào mà chơi bi quay thì mọi người tắt cái dây ra rồi xong mọi người ha. Và nó đôi loa này nó có cái công suất là 60W, là cái công suất RMS đó. Và cái trợ kháng của nó 4 ohm, với cái trợ kháng 4 ohm thì cái công suất âm ly nó cũng rất là dễ ghép mọi người, bởi vì trợ kháng càng nhỏ thì âm ly nó cho ra cái công suất rất là lớn, nên chúng ta rất là dễ ghép âm ly luôn đó. Và cái chất âm của nó thật sự với mọi người là nó rất là hay. Chỉ với 19 triệu một cái đôi loa với cái ngoại hình rất là sang trọng, phục vụ cho hoàng gia Anh mà cái chất âm hay, được sản xuất hoàn toàn tại Anh Quốc luôn, cái mức giá này thì thật sự mọi người rất là rẻ. Cái chân đế thì họ quay rõ cho các bác anh xí này, nó có hơi bị tị nhẹ một chút xíu nhưng nhỏ lắm, mặt sau đó cũng không có đáng gì mà để tâm đó, chỉ có vậy thôi. Dòng này thì thật sự với mọi người là ở thị trường Việt Nam của chúng ta nó rất là hiếm luôn, nên bác và anh nào mà chúng ta thích sưu tầm cũng được luôn nha mọi người. Đã bác và anh nào lấy thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình, bởi vì Hảo về trong cái lô hàng của mình cũng chỉ có một đôi duy nhất này, và thật sự là rất là hiếm luôn, không bao giờ mà có hết á. Bây giờ thì Hảo mời mọi người thưởng thức một ca khúc rất là hay qua cái phần trình diễn của cái model này. Khi mọi người nghe trên YouTube đã hay rồi, mà các bác anh mà nghe ngoài thì cái chất âm của nó sáng mà nó hay hơn rất là nhiều mọi người. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của Ngọc Hạo nha. Trời đang mưa, anh ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng em đang chờ, mùa đông ái ân em đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt tình lại buồn hay sao, khi ta đã nguyện một đời yêu nhau, một đời yêu nhau. Dù cho nét son môi phai màu, dù cho mắt xanh kia hực hờ, và dù năm tháng phôi phai, ta quên xuân ta yêu thiết tha, khi hè xa và khi thu đến em gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Anh ơi xích lại thật gần bên, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Ta quên biết
tha khi hè xa, và khi thu đến em gom ánh sao cho đêm đêm kết thành vương miện để mùa đông đám cưới đôi mình. Anh ơi xích lại thật gần bên em cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu